biển hôm nay sóng rất là lớn quý vị. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển thì những ngày vừa qua là sóng lớn quý vị, từ hôm sáng hôm qua và đến sáng hôm nay luôn quý vị. Hiện tại thì đã có biển cấm bơi trên bờ biển rồi. Đây quý vị nha, sóng rất là lớn. Mến chào quý vị, rất vui gặp lại quý vị. Em đang có mặt ở đây là khu vực đường Lê Thánh Tôn, khu vực ngã 7 quý vị nha. Bây giờ là 7:15 sáng ngày 21 tháng 11 năm 2024. Hôm nay là sáng ngày thứ năm quý vị. Trời Nha Trang sáng nay nhiều mây quý vị nha, không mưa nhưng mà nhiều mây, trời bịt mù luôn. Không khí thì thay đổi rõ rệt, trời se lạnh. Nhiệt độ rơi vào khoảng 23 đến 24 độ buổi sáng quý vị. Có thể nói là từ ngày hôm qua đến hôm nay thì thời tiết Nha Trang đã thay đổi một cách rõ ràng quý vị nha. Từ thời tiết nắng mạnh, nắng ấm thì đã chuyển sang trời nhiều mây. Sáng hôm qua thì có mưa nhẹ, sáng nay thì không quý vị nha. Trời vẫn rất là mù mịt luôn, không biết thì cả ngày hôm nay có mưa hay không. Em xin cùng quý vị chúng ta di chuyển về hướng chợ Sông Mới nha. Sau đó thì sẽ đi một vòng qua đến chợ Phường Củi, Phương Xài. Sáng hôm nay không biết chợ búa có đông đúc hay không, hôm nay là ngày thứ năm quý vị. Đây là con đường Trần Nguyên Hãn hướng sau lưng chợ Sông Mới, chạy dọc xuyên suốt qua chợ Sông Mới luôn quý vị nha. Em sẽ đi từ từ để quý vị cùng xem. Ở đây có một cái vựa chả cá, người ta buổi sáng người ta xay chả quý vị. Xay cá làm chả cá đó. Em sẽ đứng ngay góc này một chút xíu cho quý vị xem không khí buổi sáng. Bây giờ chỉ mới 7:15 sáng thôi quý vị nha. Nhưng mà trời khá là mịt mù bởi vì thời tiết mùa này dạng như rơi vào mùa mưa đấy quý vị. Thật ra là thời tiết nhìn có vẻ mù mịt. Sẽ di chuyển qua đường Võ Trứ nha, tức là con đường Nguyễn Trãi ngày xưa đó. Khu vực Trần Nguyên Hãn sau lưng chợ quý vị. Bữa nay có mấy cái quán cái dạng cà phê mang đi mà bán mới đặt xe máy, anh là người ta làm một cái thùng xong đầu là bỏ cà phê sữa đường đó, xong đi ngoài đường bán luôn, ai mua thì dừng lại bán xong rồi tiếp tục di chuyển, gọi là cà phê lưu động đó quý vị. Trời khá là lạnh quý vị nha, sáng sớm trời se lạnh, gió quý vị xem, trời khá là gió luôn. Thời tiết thay đổi hẳn quý vị, chuyển sang thời tiết mùa đông. Cái dạng không khí se lạnh mùa đông quý vị. Đi một vòng ra hướng bên này ha.
phía đầu đầu chợ chúng ta quay lại qua hướng Huỳnh Thúc Kháng. Xin chúc quý vị một ngày mới vui vẻ ha, ngày mới bình an. Đây là khu vực chỗ chuyên bán hoa tươi với lại trái cây đây quý vị. Bên phía tiệm vàng Kim Vinh đang cái Giáng sinh rực rỡ quá rồi. Ở ngay khu vực này thì có hai tiệm vàng lớn là Kim Vinh và Kim Trung, cả hai đều trang trí Giáng sinh rực rỡ nhất cái khu vực con đường Nguyễn Hoàng này luôn quý vị. Đây chính là đường ngã tư Nguyễn Hoàng và Nguyễn Trãi, tức là khu Gia Tự và Võ Trứ ngày nay quý vị nha. Hai tiệm vàng này thì rất là lớn và thường xuyên khách du lịch người ta thường xuyên ghé vào để mà đổi ngoại tệ quý vị. Quay đi quay lại chứ thời gian đến Tết cũng không còn xa lắm đâu quý vị nha, tới Noel là thấy Tết rồi, rất là nhanh đó quý vị. Bây giờ mà đi một số nơi người ta đã mở nhạc xuân, nhạc Tết rồi. Không biết hôm nay trời có mưa hay không mà tình hình nhìn có vẻ mù mịt lắm quý vị. Hy vọng trời không mưa nha, để bà con mình kinh doanh buôn bán nó thuận lợi hơn, nó đỡ khổ hơn quý vị, đỡ vất vả hơn nhiều. Năm nay tình hình mưa gió có vẻ ít hơn rồi, tại vì chúng ta thấy tình hình này như mọi năm thì giờ này là mưa gió đầm đìa nè, năm nay thì trời ít mưa. Đó, điều đáng mừng quý vị, rất là đáng mừng luôn. Có lẽ tới 23 tháng 10 sẽ có một trận mưa lớn thì sao. Còn anh kia anh mang nguyên một rổ cà phê luôn, anh đi mời chào ai mua thì anh bán. Ở chợ mà anh kinh doanh thì thoải mái luôn. Đây, cái chỗ này là chuyên bán hải sản này quý vị. Sò lông, sò huyết, ốc móng tay, các loại rất nhiều luôn, ngay gốc Võ Trứ Trần Nguyên Hãn rồi. Bây giờ chợ sắm mới thì cũng coi như là một cái nét đặc trưng rồi, ai mua hải sản thì ghé về đây, tôm cua các loại ha, bán đầy đủ hết. Còn bên này cái sạp rau chỗ này là buổi sáng là cứ gọi là dành nhau luôn, quá trời quá đông. Trời xe lạnh vào buổi sáng làm cái cảm giác không khí nó buồn buồn quý vị. Thời tiết là thay đổi mà, không có giống như những ngày trước kia ha. Nắng lên từ sáng sớm, bây giờ là 7 giờ hơn rồi, 7 giờ gần 7 rưỡi rồi mà quý vị nhìn thời tiết cứ dày một màu mù mù vậy thôi. Đó, trời cứ như vậy thôi, kéo dài tới trưa quý vị. Em sẽ di chuyển ra đường Nguyễn Hoàng nha, sau đó chúng ta chạy qua hướng chợ Phương Sạc Phương Củi nha quý vị. Đây là đường Bạch Đằng, bên tay phải quý vị là trường du xe nghệ thuật ngày xưa đó, bây giờ là trường tiểu học Tân Lập 2, số 51 Bạch Đằng quý vị. Trước mắt quý vị là ngã tư Nguyễn Hoàng giao với Bạch Đằng. Ta sẽ đi về ngã 7 nha, sau đó là di chuyển qua Phường Củi Phương Xài, chạy qua Phan Đình Giót nha, con đường Phường Củi ngày trước đấy quý vị. Con đường này buổi sáng rất là đông xe quý vị nha.
thì trên báo Khánh Hòa có một cái bài viết tôi thông tin khá là thú vị. Vào lúc hơn 17 giờ ngày 20 tháng 11, một nam thanh niên điều khiển xe máy quý vị nha, chở phía sau là người bạn, đã tung vào một cái trụ bê tông quý vị nha. Đã tung và tông vào một cái trụ bê tông ở ngay khu vực VCN Phước Long 2. Đến đường N2 khu đô thị Hoàng Long thì tông vào trụ bê tông, tức là di chuyển trên đường A2 đó, khu VCN, và tông vào đường N2, đến đường N2 thì tông vào cái trụ bê tông. Cú tông mạnh làm cho cả hai bị thương quý vị. Theo người dân địa phương thì thời gian gần đây thì khu đô thị Hoàng Long đã đưa các cái trụ bê tông lớn để chắn hai đầu đường N2 với mục đích là không cho các loại xe tải lưu thông gây hỏng đường. Xe ô tô 4 đến 7 chỗ thì có thể di chuyển được. Và thời điểm sẩm tối thì đường đèn đường chưa được chiếu sáng, người điều khiển giao thông đi qua đường này thì không có quan sát được quý vị, rất là nguy hiểm. Và rõ ràng là đã xảy ra tai nạn vào tối chiều tối ngày hôm qua. Đây thì đi vào khu vực Phước Long, khu vực VCN Phước Long thì qua những cái con đường trong khu vực khu đô thị chúng ta thấy là có rất nhiều các cái trụ bê tông quý vị nha, người ta đặt để chắn xe tải lớn đó quý vị. Thành ra di chuyển vào giờ sẩm tối mà không để ý mà chạy nhanh rồi này kia là dễ xác định lắm quý vị nha. Đấy thì nguyên qua câu chuyện cái vụ tai nạn chiều hôm qua quý vị thấy bị thương, một người thì bị trầy xước nhẹ nhẹ, một người thì vỡ đầu gối, quá sức là nguy hiểm ha, cuối năm rồi ha. Cái gọi đó là tai nạn mà không thể diễn tả như thế nào luôn. Chúng ta đang di chuyển về hướng đường Lê Thánh Tôn, đang A6 quý vị. Sau đó chạy về, em sẽ ghé về đường đi qua đường nhà thờ nha. Thiết nghĩ mỗi lần chúng ta đặt các cái trụ bê tông như các cái biển, cái vật cản trên đường thì chúng ta phải có biển báo như thế nào đó, biển báo bằng đèn. Tốt nhất là nên làm biển báo bằng đèn, bằng LED để cho người tham gia giao thông người ta để ý quý vị. Chứ bây giờ đổ thừa là không thấy đường hoặc là tung vào đó xe không thấy đèn hay đó, thì đó là điều chúng ta chỉ là cảm quan của mình thôi. Thiết nghĩ chúng ta nên có những cái biển báo bằng đèn LED để mà người đi đường người ta tập trung, người ta để ý, người ta chú ý quý vị, gây sự chú ý mà từ xa. Chứ còn để một cục bê tông tù lù như vậy thì nhiều khi đèn đường không có rồi chạy tới nơi rồi quán gà nữa quý vị, tung vào đó thì tai nạn thôi. Rất may là hôm qua không có thương vong gì nặng quý vị, chỉ là trầy xước, một người thì trầy xước nhẹ, một người thì vỡ đầu gối thì nói chung là cũng nhẹ đó quý vị, không ảnh hưởng đến tính mạng là may rồi ha quý vị ha. Nhưng mà anh nghĩ cái xe chắc cũng tan nát rồi, tại vì tông vào cái trụ bê tông thì quý vị biết là nó rất là mạnh nha, mà trụ bê tông thì nó cứng lắm, cái xe máy cũng tan nát tan tành nè. Đấy thì qua đó chúng ta thấy là hết sức là nguy hiểm quý vị nha. Em đang trên đường nhà thờ ngày trước quý vị, bây giờ là đường Lê Thành Phương. Công trình nhà văn hóa thiếu nhi vẫn đang gấp rút hoàn thiện quý vị. Ở trên này em thấy người ta lắp cửa kính rồi quý vị nha. Đó, đang lắp cửa kính đó, cửa nhôm ở trên tầng nữa quý vị. Có lẽ thì công trình này sẽ sớm hoàn thiện vào tháng 5 nha. Tết này thì sẽ chắc là không kịp rồi. Có lẽ vào năm sau. Chúng ta cùng chờ đợi quý vị, công trình hoàn thiện sớm để đưa vào sử dụng ha. Là một cái điểm để cho các cháu nhỏ vui chơi, học hành, giải trí, cũng như là cái nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân quý vị nha. Có thể là một công viên rất là đẹp. Quá trời gió luôn, sáng nay thời tiết thay đổi rõ rệt quý vị. Thời tiết cái này là dễ bị bệnh lắm quý vị nha, dễ cảm lắm. Người yếu sức đề kháng là dễ cảm lắm. Tại vì từ cái thời tiết nóng đó quý vị, nắng nóng chuyển sang thời tiết mưa, không mưa mà ẩm ẩm thế này nè, trời khô và lạnh nha. Đó thì rất là dễ bệnh. Thời tiết này thì phải tăng cường uống ca, ăn ca mang quýt ha, uống vitamin C nhiều vào. Ngã tư độc lập giao với đường nhà thờ quý vị. Bây giờ là Lê Thành Phương và Thống Nhất. Khu vực này thì gọi là tập trung rất nhiều, hai bên là các cái dạng ngân hàng lớn quý vị. Rẽ phải là đi về hướng chỗ khách sạn Nha Trang ngày trước đấy, về lầu 7 bây giờ đấy quý vị. Còn đi thẳng thì sẽ qua đường Trần Quý Cáp.
em sẽ đi ra Trần Quý Cáp nha, sau đó chúng ta sẽ rẽ về phường Củ Quý, phường Xài. Bên tay phải quý vị là rạp Tân Tiến đây quý vị nha, ngày xưa là rạp Tân Tiến, sau này thì sử dụng thành trung tâm sách. Bây giờ thì trung tâm sách Tân Tiến cũng dời về phía đường Độc Lập rồi. Khu vực này hiện tại đang bỏ trống, không biết thì sắp tới sẽ là cái gì. Đây là ngã ba đường nhà thờ giao với Trần Quý Cáp quý vị. Buổi sáng mà nó cực kỳ đông xe trên cái tuyến đường này. Đường Trần Quý Cáp thì quý vị biết là từ xưa đến nay rồi, lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc. Ngày xưa khi tuyến đường quốc lộ 1 chạy qua đây thì con đường này là phải nói là một trong những tuyến đường nhộn nhịp bậc nhất Nha Trang thời trước quý vị ha. Thập niên 80-90. Em rẽ về tổ văn hóa số 7 ha, đường Phường Củi, đường Phan Đình Giót bây giờ. Một con đường phải nói là rất nhộn nhịp vào buổi sáng quý vị, có nhiều quán ăn lắm. Dù chỉ là một con hẻm nhỏ thôi nhưng mà tập trung rất nhiều các quán bán đồ ăn sáng, ăn trưa và bán đến chiều tối luôn. Khu vực miếu An Lạc đấy, khu vực này là quán bánh canh mì Quảng. Qua khẩu cua này thì có quán bột lọc bánh canh đấy, bên tay trái quý vị là quán bánh canh, rồi đi tới đây là cái quán bột lọc. Đông khách lắm quý vị ơi, cực kỳ đông khách luôn nha quý vị. Xíu rồi nhưng mà rất là đông đúc quý vị ơi. Đó, chen chúc nhau à, bán bánh căn bánh xèo quá trời luôn. Con đường này nhỏ xíu thôi, hai bên đường kinh doanh buôn bán đồ ăn quá trời quá đó. Thẳng là ra được bánh cá này quý vị, ngay cầu Hộ. Đi lên đường Phương Xài nha, để lên Phương Xài chạy về chỗ quý vị nha. Thì tới đây là phải bóp nghẹt cái nỗi là vậy đó, tại vì đông xe lắm quý vị. Đó, từ đây trở đi là quý vị thấy là người ta bán rau cải đồ trái cây đồ bên đường rồi nè, rau củ các loại á, thịt heo cũng có luôn. Bây giờ không có quy định gì là phải vào chợ cả quý vị, mà cái cảm giác như là ngồi ở đâu được thì bán ở đó thôi. Đây cái sạp rau này bán đông quá trời luôn. Bên này đường cũng vậy quý vị, hai bên hai sạp rau lớn, có lẽ đi vào chợ thôi, đi một vòng vào chợ luôn xem thế nào, sáng sớm ở chợ có nhộn nhịp gì phải không quý vị. Bây giờ là 7-8 giờ kém 25 quý vị nha. Trời quý vị nhìn nè, bụi bầu trời nó mù mịt như 6 giờ sáng. Chứ thật sự là trưa rồi đấy nha quý vị, 8 giờ kém 25 rồi đó. Mà trời cứ mù mù nhìn như buổi sáng mới 5-6 giờ vậy. Bên cái đường là quán cà phê tóc, rất là đông người uống cà phê buổi sáng luôn. Quanh khu Phương Xài này, cái vườn cá hôm nay cũng nhiều quá, cá khố quá trời luôn. Em đi từ từ cho quý vị xem chút xíu ha. Buổi sáng mình đứng trước cửa mình vào quay thì cũng kỳ quá, em đi phớt phớt qua nha quý vị. Hôm nay có cá hố, cá đỏ, cá ngừ quá trời luôn quý vị, cá chim nữa. Chị này chuyên bán cá lớn không à?
cuối tuần nha quý vị, nhưng mà cứ gọi là bình thường như mọi ngày thôi. Qua Phương Xài thì nó như thế quý vị nha, ngày nào cũng vậy rồi, nhộn nhịp nó như vậy thôi. Chợ Búa thì có lẽ đến Tết mới gọi là rộn ràng, còn bây giờ thì gọi là đắp đổi qua ngày quý vị, thời điểm cuối năm, thời điểm mùa đông. Em sẽ đi thẳng luôn quý vị nha, sau đó thì đi ra hướng quay lại 23 tháng 10 và đi về hướng Mã Vòng nha, kết thúc video luôn. Đi thẳng hướng này chúng ta sẽ ra Thủy Xưởng nha quý vị. Ngay chỗ này có một cái xưởng làm mấy cái đồ nộm, hình nộm thú vật đồ đó, nhưng mà làm bằng sắt kẽm sắt quý vị, thú rất đẹp. Trong này có mấy cái xưởng đồ sắt. Hướng đi về xóm Kim, Kim Bồng, cầu Kim Bồng. Không biết có trận mưa lớn hay không mà thấy trời mù lắm quý vị ơi, và mây rất là nhiều luôn. Mây mịt mù hết quý vị. Cảm ơn quý vị nha đã đồng hành và theo dõi các video đường phố. Em sẽ luôn cập nhật đến quý vị ha các cái thông tin mới thường ngày như các hình ảnh mới diễn ra tại thành phố biển Nha Trang, qua các cung đường con phố ha mà chúng ta trải nghiệm hàng ngày quý vị. Nếu phần nào đó thì xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, những người ở xa ha, đặc biệt là quý vị đang sống ở hải ngoại, luôn luôn tìm thấy và hiểu được cái tình hình đời sống tại thành phố biển Nha Trang hiện tại như thế nào, nhịp sống người dân vào dịp cuối năm này ra sao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha, và chắc chắn là em sẽ còn trở lại với quý vị trong rất nhiều các video nữa ha quý vị. Quý vị nhớ theo dõi trên kênh để thường xuyên cập nhật các video mới nha quý vị. Xin chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và thuận lợi trong công việc quý vị. Quý vị nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi các video mới. Ta đi ra đến đường 3 tháng 10 rồi quý vị. Ngay khu vực này là bến xe cũ phía Nam Nha Trang ngày trước, bây giờ là siêu thị Lotte Nha Trang. Đường khá là vắng vẻ với quý vị ha, trời mù mù thế này người ta cũng ít ra đường hay sao, cảm giác trời rất là mịt mù, rất là buồn quý vị. Có nắng lên thì mọi hoạt động nó thường xuyên nó cảm giác nó rộn ràng hơn, tấp nập hơn. Đường quốc lộ thành Diên Khánh ha, đường 23 tháng 10 bây giờ. Chúng ta sẽ di chuyển về lại hướng Mã Vòng nha quý vị. Nhịp sống nó hối hả hơn, tất bật hơn, nó
rộn ràng hơn đấy. Mọi như chạy đua đấy các vị, cứ gọi nghĩ là chạy đua cuối năm, gấp rút chạy đua cuối năm, kinh doanh buôn bán rồi bây giờ thì người ta cũng rục rịch, người ta làm bánh kẹo đấy, các cái xưởng làm bánh kẹo Tết người ta cũng bắt đầu là làm bánh kẹo Tết rồi. Bông hoa thì cũng đang trồng, họ đang tích cực thắp đèn, thắp nến, thắp đèn để mà nhanh cây nhanh phát triển. Các cái làng hoa cúc ở Ninh Hòa thì bây giờ cũng rất là rực rỡ rồi, mặc dù chưa có bông nhưng mà bật đèn sáng rực cả đêm. À, những vựa cúc Ninh Giang phải nói là cực kỳ rộng rãi, cực kỳ nhiều quý vị. Sân những cái vườn cúc nó là rất to, rất lớn luôn. Có dịp em sẽ ghi hình cho quý vị xem để dịp gần Tết nếu có dịp ra Ninh Hòa. Ta về đến ngày mã bông quý vị nha. Rồi, ở đây thì em xin phép tạm dừng video sáng nay nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi. Chúc quý vị một ngày làm việc bình an, vui vẻ, thành công. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chào tạm biệt quý vị.